giấy rồi. Lúc này như thế nào? Thật sự là khoảng 2 tuần trước ạ, khi mà nhận được kết quả rằng là mình sẽ là Miss Charm Việt Nam vào năm 2020 này thì em thật sự rất là hào hứng, bởi vì là khi mà biết đến cuộc thi cũng như là những cái tiêu chí của cuộc thi hướng đến là đẩy mạnh những cái lĩnh vực về giáo dục cũng như là du lịch tại Việt Nam thì đó cũng là những cái lĩnh vực mà em rất là quan tâm từ trước đến nay, và khi đó thì khi mà em nộp đơn và biết được cái kết quả như vậy thì em đã rất là vui. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Nguyễn Thị Quỳnh Nga, I'm 24 years old and I graduated from Free Trade University. And currently I am an editor of Vietnam Television. So now I am so thrilled and so happy to be the first representative of Miss Charm 2020 of Vietnam. And I really look forward to the competition. So please everyone follow every activities of the competition and support the first Miss Charm Vietnam. Thank you. Về câu hỏi tiếp theo thì em xin phép được trả lời tự nhiên ạ. Về mục tiêu của cuộc thi thì chắc chắn rằng là khi mà tham gia cuộc thi này, bởi vì là em đã rất là cảm thấy hứng thú với cả cái tiêu chí cũng như là cái mục tiêu của cuộc thi này, thế nên là em đặt mục tiêu là sẽ đạt được đến cái ngôi vị cao nhất của cuộc thi để có thể thực hiện được những cái mong muốn của mình, đó là được phát triển những cái lĩnh vực về du lịch và giáo dục tại Việt Nam. Thế còn về điểm mà anh nói là điểm nào mà em tự tin nhất về bản thân thì em nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là em phải rất tự tin vào bản thân 100% rồi. Tuy nhiên là những cái khả năng của em thì đương nhiên là nó vẫn sẽ phải tiếp tục được cải thiện và cải thiện hơn nữa trong tương lai, bởi vì không có cái gì là hoàn hảo và chưa bao giờ là có một cái giới hạn nào cho cái khả năng của mình cả. Vì vậy thì em sẽ luôn luôn tiếp tục trau dồi bản thân hơn nữa để có thể trau dồi và làm tiến bộ thêm những cái kỹ năng cũng như là khả năng của bản thân trong cuộc thi sắp tới. Xin cảm ơn chị Nga. Và đợi một câu hỏi tiếp theo của các chị phóng viên. Từ khi mà công bố cuộc thi Miss Charm International do người Việt Nam đứng ra tổ chức và khởi xướng thì cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất là ai sẽ là đại diện Việt Nam tại cuộc thi này. Vấn đề ở đây là thứ nhất, nó là cái cuộc thi mà của người Việt Nam chúng ta làm chủ, và cái thứ hai nữa, chúng ta lại năm nay sẽ là đại diện nước chủ nhà. Và cái thứ ba nữa là phải nói thành thật là đại diện quốc tế năm nay phải nói thật sự là rất là mạnh. Tuy nhiên các chị cũng đã thấy rồi, một cuộc thi Hoa hậu, nó là một cuộc thi mà ở đó các thí sinh sẽ phải thể hiện tất cả những cái mặt mạnh của mình trong các lĩnh vực, tức là sắc vóc, hình thể, kỹ năng trình diễn, bản lĩnh sân khấu, và đặc biệt nhất là về tri thức vào cái thời điểm hiện nay. Nghe như là Hoa hậu Hoàn Vũ, như các chị cũng thấy rằng là với lịch sử là lâu đời thứ nhì chỉ sau Hoa hậu Thế giới thôi, tức là gần 70 năm, thì đến giờ phút này họ cũng đã thay đổi cái tiêu chí của họ là nó gần hơn, nó tiệm cận hơn với cả cái vấn đề về tri thức. Có nghĩa rằng là về mặt hình thể, đương nhiên hình thể tôi không thể phủ nhận được là nó là một cái phần rất là quan trọng trong cuộc thi Hoa hậu, nhưng nó không phải là tất cả. Ngay gần đây các chị chắc cũng đã thấy rằng là hai người có thể gọi là con cưng của hai cuộc thi Hoa hậu lớn nhất thế giới là Megan Young, Hoa hậu Thế giới, và Pia Vosbeck là Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. Thì hai cô đó là có thể gọi là con cưng của hai cuộc thi, bởi vì đến giờ phút này duy nhất chỉ có Pia Vosbeck là được ký hợp đồng 5 năm liền với Hoa hậu Hoàn Vũ, có nghĩa rằng là từ khi cô đăng quang 2015 cho đến năm 2020, sang năm cô mới hết hạn hợp đồng, và tương lai tôi nghĩ rằng là cô sẽ tiếp tục được ra cái hạn hợp đồng với Hoa hậu Hoàn Vũ. Và Megan Young cũng vậy thôi, cô ấy đăng quang từ năm 2012 và đến giờ phút này cô vẫn luôn là người đồng hành cùng với Hoa hậu Thế giới. Nhưng hai cô đó thì các chị cũng thấy về mặt thể hình của họ rất là nhỏ. Cô Hoa hậu Thế giới Megan Young, cô chỉ có 1m70, và cô Hoa hậu Hoàn Vũ Pia Vosbeck có 1m68. Và gần đây nhất là cô Miss Intercontinental ở Philippines 2018, Karen Osman, cô cũng cao có 1m68. Nói như vậy, nhưng như vậy không có nghĩa rằng là chiều cao và hình thể không quan trọng, nhưng mà tôi cũng muốn đưa ra một số những cái ví dụ rất là điển hình để các chị cũng thấy rằng là chiều cao và hình thể nó không phải là tất cả. Hay là các chị cũng có thể nhớ lại Hoa hậu Thế giới cực kỳ xuất sắc là
bên Winissa Valian có cái bài rất là hay là Save the Best for Last. Đó, thế thì cô cũng chỉ có 1m66 thôi. Chính vì như vậy chúng tôi cân nhắc rất là nhiều, chúng tôi cân nhắc rất là nhiều trong cái quá trình tuyển chọn ứng cử viên cho là đại diện Việt Nam tại cái cuộc Miss Charm International năm nay. Thật ra thì nếu mà nói về hình thể người Việt hoặc là người Á nói chung, các chị cũng thấy rằng là ông trời sinh ra là cũng hơi bất công, thì chúng ta cũng không có được cái hình thể sexy gợi cảm như là các thí sinh đến từ châu Mỹ Latin hay là châu Âu. Rõ ràng cái điều đấy là mình cũng phải thấy là chúng ta đang không được cái sự gọi là ưu ái của ông trời cho nó lắm. Cho nên rằng là nếu như với những thí sinh Việt Nam hoặc thí sinh châu Á thì các chị cũng thấy hầu hết là các bạn ấy đều vóc khá là nhỏ so với cả thí sinh đến từ châu Mỹ hoặc là châu Âu. Nếu có thì cái chiều cao nó cũng chỉ có thể tức là nó chỉ có thể đáp ứng được cái chiều cao, nhưng hình thể hầu hết các cô được mọc đấy, nó không có cái sự tròn trịa sexy, mông cong ngực nở eo thắt như là các thí sinh đến từ châu Âu hoặc châu Mỹ Latin. Chính vì như vậy chúng tôi thấy một điều rằng là tại sao mình phải theo đuổi một cái tố chất mà rõ ràng chúng ta đang bị yếu thế hơn để chúng ta dành thời gian cho những cái tố chất khác. Ví dụ sự thông minh, tri thức, bản lĩnh. Và đặc biệt đối với cái cuộc thi Miss Charm này, cái tiêu chí của cuộc thi là hướng tới những cái hoạt động cùng với cả cộng đồng xã hội trong những cái lĩnh vực về phát triển du lịch và đặc biệt là về giáo dục. Chính vì như vậy chúng tôi cần những thí sinh không những là có hình thể đẹp, sexy, gợi cảm, mà chúng tôi cũng rất là cần những thí sinh có tri thức để từ đó đồng hành cùng với cả những cái hoạt động xã hội mà sau cuộc thi ban tổ chức sẽ phát triển cùng với thí sinh. Và đó là một cái lý do mà chúng tôi chọn Quỳnh Nga, bởi vì thứ nhất là các chị cũng thấy là phải nói, tôi nghĩ rằng là không phải là tôi quá chủ quan đâu, nhưng mà gần 20 năm đồng hành cùng với các thí sinh đi thi các cuộc hoa hậu lớn của Việt Nam và thế giới, thì tôi thấy một điều rằng Quỳnh Nga là một trong những số hiếm hoi thí sinh mà có gương mặt rất là đẹp một cách rất là elegant, rất là thanh lịch. Và cái quan trọng nhất là ở cô có một cái sự thông minh, có cái bản lĩnh, có cái nền căn bản về tri thức rất là vững vàng, tiếng Anh rất là tốt, và hiện nay cái nghề nghiệp của cô cũng đang rất là phải gọi là, chúng tôi cũng thấy rằng là cái tiềm năng để mà cô có thể đồng hành cùng với cả những cái hoạt động của cuộc thi. Hiện nay thì Quỳnh Nga đang là biên tập viên của bản tin 24 VTV, và tôi cũng xin là được edit lại cái chiều cao của Quỳnh Nga là không được 1m73 đâu. Cô cũng chỉ có 1m67-68 thôi. Đó, thế thì tuy nhiên là chúng tôi cảm thấy khá tự tin với cả đại diện Việt Nam năm nay, và đấy là một cái lý do mà sau khi phỏng vấn khoảng gần 20 các em thí sinh mà ở trong cái quy định, tức là đáp ứng được cái quy định của Bộ Văn hóa đưa ra, thì cuối cùng là chúng tôi quyết định chọn là Quỳnh Nga. Thật ra xin lỗi các chị, lẽ ra ngày hôm nay những cái câu hỏi này nó sẽ nằm về phía ban tổ chức và đại diện mà người của ban tổ chức chọn là cô Lan Khuê, nhưng mà cô ấy vừa sinh em bé được một tuần cho nên là sức khỏe của cô chưa bảo đảm để đến ngày hôm nay ngồi dự buổi họp báo, nên tôi thay mặt cô trả lời là như vậy. Của Miss Charm năm nay thì thực ra là hình như là chưa có đủ hết tất cả các cái thí sinh của các nước, thì rất là khó để mà nói rằng là em phải chọn một đại diện nào đấy mà mình phải so sánh và gọi đó là đối thủ hay là tình địch của mình. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà xem những cái hình ảnh của các cái đại diện các nước bây giờ ấy, thì thật sự là em rất là ấn tượng, bởi vì là thật sự là thí sinh nào cũng rất là nóng bỏng, rất là đẹp và rất là quyến rũ. Và tuy nhiên thì không phải vì thế mà em lại so sánh bản thân mình, mà em nghĩ là bây giờ mục tiêu của mình cần phải đặt vào trước, đó là cần cải thiện thêm những cái kỹ năng của mình hơn nữa để có thể thật sự là sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới. Thật sự thì về công việc của em ý ạ, ban đầu thì như mọi người đã biết và cũng như em đã giới thiệu, thì em là một sinh viên của trường đại học ngoại thương. Vì thế khi mà quyết định là bước vào đài truyền hình để bắt đầu làm việc, thì nó giống như là một cái hướng nó khá là trái ngược lại với những cái ngành cũng như là những cái môn học mà em đã trải qua. Thì khi mà bước vào trong đài truyền hình thì em cũng phải học lại từ tất cả những cái căn bản về truyền hình, và cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ từ tất cả các anh chị ở đài truyền hình, thì em cũng đã có thể tiến bộ rất là nhanh. Về cái quyết định mà khi mà bước vào đài truyền hình thì em cũng xin chia sẻ thêm là bởi vì là từ trước đến nay thì thông qua những cái cuộc thi sắp đến cũng như là những cái
kinh nghiệm mà em đã có, cái kiến thức mà em đã có trong những cái hoạt động ngoại khóa ở bên ngoài, thì bản thân em lúc nào cũng cảm thấy rằng là mình mong muốn được góp sức để có thể lan tỏa những cái điều tốt đẹp, cũng như là có thể truyền cảm hứng đến mọi người về những cái điều tốt đẹp hơn, để cùng chung tay tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Thì khi đó thì em cũng thấy rằng là đài truyền hình thực sự là nó là một cái cơ quan mà là cái cơ quan để đưa những cái thông tin đến tất cả mọi người dân, những cái thông tin trong nước, những cái điều tốt đẹp, không chỉ là những cái về tin tức mà những cái tin tức xấu ở quanh thế giới hàng ngày, nhưng mà nó còn đem đến những cái điều tốt đẹp, những cái điều mà những cái sự sẻ chia thông qua các cái chương trình như là Cặp Lá Yêu Thương mà anh Hà cũng có vừa nói, hoặc là Việc Tử Tế. Thì bản thân em cảm thấy rất là hứng khởi và rất là thấy cảm thấy là cái công việc này rất là thú vị. Vì vậy là em đã quyết định đi vào, và thực sự là trong cái quãng thời gian mà công tác tại đài truyền hình thì em càng ngày càng cảm thấy là công việc nó luôn luôn thay đổi, càng ngày càng cảm thấy thú vị hơn, và rất là quyết tâm là mình sẽ gắn bó với cái công việc này lâu dài.